Hoàng Huấn xin kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình tọa đàm sức khỏe cho mọi người của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, cột sống cổ là bộ phận rất quan trọng trong cơ thể con người, có nhiệm vụ là trụ cột và giữ vững phần đầu. Hiện nay thì ngày càng nhiều người ở độ tuổi trung niên cũng như là trẻ tuổi mắc phải bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, gây ra đau đớn, khiến cho người bệnh khó khăn trong sinh hoạt, lao động. Nếu không phát hiện các dấu hiệu và có điều trị từ sớm thì rất nhiều biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Chính vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ chuyên khoa đến từ Bệnh viện Hoàng Mỹ, Y Tô, Đồng Nai, bệnh viện chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng, trao đổi với chúng ta về sự nguy hiểm của thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và giúp cho mọi người thêm sự lựa chọn trong việc điều trị hiệu quả căn bệnh này nhằm phục hồi chức năng, tránh phải phẫu thuật khi bệnh đã nặng. Vâng, ngay bây giờ thì Hoàng Huấn xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thạc sĩ, bác sĩ Trương Thị Phương, trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Hoàng Mỹ, Y Tô, Đồng Nai. Xin kính chào quý vị các khán giả và các bạn đang xem truyền hình. Xin chào anh Hoàng Huấn. Dạ, lời đầu tiên thì thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn bác sĩ Phương đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi trò chuyện cùng với bác sĩ khách mời thì xin mời quý khán giả chúng ta đến với một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Hiện nay các bệnh lý về cột sống đang gia tăng nhanh chóng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm là bệnh thường gặp nhất trong số các bệnh về cột sống. Vị trí thường bị là ở cột sống cổ và thắt lưng. Thời gian mình đứng hơi nhiều, mình phải cúi nhiều nên là nó cũng có triệu chứng. Đau về vùng cổ này, mình về mình xoay cổ không được. Bác sĩ cho đi chụp phim bác sĩ kêu là bị thoái hóa đốt sống cổ. Do thói quen trong sinh hoạt, làm việc không đúng tư thế, mà ngày nay rất nhiều người, đặc biệt những người làm việc văn phòng, có nguy cơ mắc bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ khá cao. Chắc trong quá trình làm việc lâu ngày, cái tư thế mình nó không đúng á. Hoặc là mình cứ ngồi nhìn vô máy thời gian lâu quá đó. Cho nên là tới từ Tết tới giờ là mình thấy là nó cúi đầu xuống là nó đau. Đau cái vùng gáy với lại vùng vai. Cúi hẳn xuống hoặc là ngước hẳn lên là nó đau. Thì mình nghĩ là chắc là bị đau vai gáy rồi cho nên là mình đi khám. Thì theo cái MRI kết quả thì nó mới là lồi đĩa đệm. Ngay chỗ cột sống cổ cũng ít thôi, có hai cái cũng nhẹ thôi. Theo các chuyên gia, tổn thương do thoát vị đĩa đệm ở cột sống cổ sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Tuy nhiên, mọi người vẫn chưa biết đầy đủ triệu chứng của thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, cũng như không hiểu hết giá trị của việc phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh sẽ có lợi ích như thế nào trong việc điều trị bệnh sau này. Vâng ạ, các bệnh lý ở cột sống khá là đa dạng, trong đó thì thoát vị đĩa đệm là bệnh khá phổ biến. Vậy thì thưa bác sĩ Trương Thị Phương, không biết là thoát vị đĩa đệm cột sống cổ là gì ạ? Như chúng ta đã biết thì cột sống của con người gồm có 32 đốt, nó chia là 5 phần. Thì cột sống cổ là gồm có 7 đốt từ C1 đến C7, cột sống ngực là có 12 đốt từ T1 đến T12, cột sống thắt lưng thì có 5 đốt L1 đến L5, cột sống cùng 5 đốt S1 đến S5 và cột sống cụt là 3 đến 5 đốt. Thì vậy cột thoát vị là gì? Thì thoát vị là tình trạng cái nhân nhây đĩa đệm nó thoát ra khỏi vị trí bình thường thì nó chèn ép cái ống sống hay là thần kinh. Vậy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ là một cái dạng bệnh lý của cột sống, nó gây biến chứng khôn lường. Nó nhẹ thì nó tê bì, đau nhức, ê buốt tay, ảnh hưởng đến cái sinh hoạt và làm việc. Nặng thì nó teo cơ, tê liệt tay và bại liệt và biến chứng tàn phế suốt đời. Vậy thì nguyên nhân nào gây ra cái bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ này ạ? Nguyên nhân thoát vị đĩa đệm cột sống cổ nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà người ta nhóm vào thành 8 nhóm nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do tuổi cao, lão hóa. Tuổi càng cao thì cái hệ cấu trúc xương khớp nó yếu, cái chất lượng chất nước trong đĩa đệm nó bị giảm. Cái chất nhầy bôi trơn của khớp là bị ít thì vỏ bao xơ dễ bị tổn thương. Nguyên nhân thứ hai thì là do quá hoạt động quá sức á, tức là người mang vác nặng hoặc là tập luyện quá sức thì nó cũng khiến cho cái cột sống cổ cũng dễ bị tổn thương. Rồi nguyên nhân thứ ba thì nguyên nhân do chấn thương va đập do tai nạn giao thông rồi tai nạn lao động. Nguyên nhân thứ tư là lười vận động
Cái nguyên nhân này thường hay gặp thì tại vì là những người lười vận động và người ngồi văn phòng thì thường xuyên, tại vì thường xuyên ngồi lâu, cột sống cổ là ít vận động, làm cho cái cột sống cổ cũng là nguy cơ cao dễ bị thoát vị. Rồi nguyên nhân thứ năm thì là nguyên nhân do có một số người nằm lệch tư thế, tức là nằm nghiêng về một bên hoặc là kê gối cao trong khi ngủ á. Đó, nguyên nhân thứ sáu thì là nguyên nhân do bệnh lý, tức là người đã sinh ra là có gai và thoái hóa. Rồi nguyên nhân do bẩm sinh là khi cấu trúc mình sinh ra là cái cấu trúc địa đệm đã yếu, gai đôi cột sống thì nó cũng là nguyên nhân gây thoát vị địa đệm. Rồi nguyên nhân thứ tám thì là nguyên nhân do di truyền này, rồi do những người thừa cân béo phì á, rồi những người mà nghiện rượu bia thuốc lá và thì ăn thiếu chất dinh dưỡng, nó cũng là những nhóm nguyên nhân gây ra thoát vị địa đệm cột sống cổ. Có khán giả gửi câu hỏi về cho chương trình nêu ra cái vấn đề là thoát vị địa đệm cột sống cổ và thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng thì cái nào là nguy hiểm hơn ạ? Tức là thoát vị địa đệm cột sống cổ và cột sống thắt lưng thì quá trình cột sống cổ thì nó có thể gây ra biến chứng nhiều nguy hiểm hơn, tại vì nó cái hệ sống cái cột sống cổ là nó chi phối là hệ cả cái hệ thống của toàn cơ thể. Nếu như mà khi thoát vị mà chen ép địa đệm tủy sống á thì nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng, giống như bài liệt này, yếu tay rồi, bài liệt yếu tứ chi, tức là khi đã chen ép tủy sống thì nó yếu tứ chi rồi. Đó là thoát vị địa đệm cột sống cổ, nó có thể là liệt toàn thân, mất vận động hoàn toàn. Cảm ơn bác sĩ. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối máy với câu hỏi đầu tiên từ phía quý vị khán giả. Xin mời. Chào bác sĩ, tôi là Đức, năm nay tôi 29 tuổi. Dạo này tôi thấy hay bị đau ở cổ, hai vai và gáy. Thì bác sĩ cho tôi biết là tôi hiện đang bị bệnh gì, cái hướng điều trị ra sao, tôi đang ở bên Hòa thì tôi nên điều trị ở bệnh viện nào? Chào bạn, tức là với cái triệu chứng bạn là đau từ vùng cổ gãy lan ra hai vai thì mình nghĩ đến là bạn đã có vấn đề về cái vùng cột sống cổ đó đấy. Thì bạn hãy đến thì ở bệnh viện Hoàn Mỹ Ito, thì để đó ở đó đó thì các bác sĩ sẽ khám cho bạn và tư vấn cho bạn nên chụp những cái gì, tại vì bạn còn tê tay nữa thì chụp X-quang thì nó có thể là thấy được cái hình ảnh đơn giản nhất, còn chụp MRI thì nó thấy được những hình ảnh tổn thương tốt nhất để đưa ra cho bạn một cái điều trị cho thích hợp. Nhưng mà những cái dấu hiệu vừa rồi của bạn nêu đó là thoát vị địa đệm cột sống cổ có dấu hiệu rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nên đi khám sớm. Dạ đúng rồi. Dạ, nên đi khám sớm. Dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của bác sĩ Trương Thị Phương thì rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng một người bị thoát vị địa đệm cột sống cổ thì cái việc mà đau mỏi vai gáy hay là tê bì tay nó sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt và làm việc là điều không thể tránh khỏi. Những biểu hiện triệu chứng của bệnh nhân bị thoát vị địa đệm cụ thể như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Bị thoái hóa cột sống cổ hơn một năm nay, chị Trương Đặng Tường Vi, 37 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, có uống thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm nên chị đến bệnh viện thăm khám. Kết quả chụp MRI cho thấy, ngoài việc thoái hóa, chị còn bị thoát vị địa đệm cột sống cổ. Thì ban đầu thì mình xuất hiện đau là đau cái vai cổ gáy thôi. Thì nghĩ là làm văn phòng nên là thường xuyên tiếp xúc với máy tính, mình ngồi thì mình đau. Nhưng mà cái mức độ lao đau nó sẽ càng ngày càng nhiều. Nó đau đó là trở ngại, thí dụ như mình nghiêng cổ hoặc mình ngửa cổ thì nó sẽ đau. Ngoài ra nữa thì đối với tôi thì nó bị là ảnh hưởng tới cái phần vai bên tay bên tay phải, làm cho cái lực của mình nó yếu đi. Ngủ là mình nằm thì nó cũng sẽ khó chịu cái phần cổ, do là cũng hầu như là uống giảm đau nên nó ảnh hưởng tới cái dạ dày, thì dạ dày nó bị tới cái tình trạng là nó bị trào ngược, thì lúc đó là phải song song đi điều trị cái dạ dày nữa. Nên thành ra hôm nay là người đi khám á, bác sĩ cũng hạn chế cái việc cho thuốc mà bảo là sẽ kết hợp với cái việc và tập vật lý trị liệu để cho nó đạt cái kết quả tốt hơn. Cái thoát vị địa đệm cột sống cổ người bình thường đi khám là thường là do đau. Đau thường cái đau nó khởi phát ở nó từ từ hoặc sau một cái vận động sai thế nào đó, nó đau càng ngày càng nhiều lên đó, đau ở vùng cổ mà trường hợp nặng nó lan ra vai ra tay, thường là một bên, có thể có người nặng hai bên, có người nặng hơn nữa chèn ép thần kinh nhiều á thì có tay nó yếu đi. Rất là nhiều trường hợp bệnh nhân đến với chúng tôi là nhiều trường hợp ở đau bất tử luôn, thế bởi vì họ dùng các cái thuốc giảm đau hoặc kháng viêm kéo dài, hoặc thậm chí họ tự dùng thuốc. Nếu dùng kéo dài liều cao thì thường là vì viêm lết dạ dày tất tràng đó, thì dùng thuốc thì cũng là phải hợp lý và chặt chẽ,
không tự ý dùng thuốc. Hầu hết thoát vị địa đệm cột sống cổ là hậu quả của thoái hóa cột sống gây ra, làm thay đổi hình thái cấu trúc ở cột sống cổ. Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến hai cánh tay, làm mất khả năng khéo léo của đôi bàn tay và nặng hơn nữa có thể gây bại liệt. Vì vậy, ở độ tuổi 30 trở lên, khi có dấu hiệu đau, tê bì vùng sau cổ lan xuống bả vai, cánh tay, bàn tay và ngón tay, chúng ta nên đến bác sĩ chuyên khoa để khám và làm những xét nghiệm cần thiết nhằm phát hiện sớm thoát vị địa đệm cột sống cổ. Từ đó có phương pháp điều trị thích hợp, ngăn ngừa quá trình thoái hóa thêm và phục hồi các chức năng sinh hoạt hàng ngày. Vâng, qua đoạn phóng sự ngắn mà quý vị vừa theo dõi thì cũng có thể thấy là chúng ta thường là không để ý, mà thú thật với bác sĩ Phương là bản thân Hoàng Huấn cũng vậy luôn ạ. Thường là hay dùng những cái thuốc để mà giảm đau tức thời, nhưng mà không biết rằng nếu như mà thoát vị địa đệm cột sống cổ, nếu không được chữa trị kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái chức năng vận động. Như vậy thì nếu cái bệnh thoát vị địa đệm cột sống cổ này không được điều trị kịp thời thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng nguy hiểm như thế nào, thưa bác sĩ? Về thoát vị địa đệm cột sống cổ là bệnh rất nguy hiểm, nó có gây đau đớn cho bệnh nhân. Nếu như mình không điều trị kịp thời thì nó có thể gây ra một số biến chứng như là giảm vận động. Bệnh nhân có thể là cử vận động khó hoặc là xoay cổ khó khi mà bị thoát vị địa đệm. Cái biến chứng thứ hai là thiếu máu não, thiểu năng tuần hoàn não. Khi cái khối thoát vị nó chèn ép vào cái thần kinh, gây hẹp tắc mạch máu não thì làm máu lưu thông lên não nó kém. Nó cũng có thể là gây ra suy nhược cơ thể, rồi trầm cảm vì nó suy nghĩ cái bệnh tật nhiều. Gây thứ ba là có biến chứng thứ ba là có thể là gây hẹp ống sống, rồi gây hồ chứng chèn ép cái đám rối thần kinh cánh tay, rồi gây hồ chứng chèn ép tủy sống, rồi có thể là teo cơ, rồi rối loạn thần kinh thực vật. Thì đau vùng cổ gáy nó làm cho bệnh nhân mệt mỏi, rồi cảm tăng tiết dịch, tăng mọi thứ thì nó cũng gây ra đó. Rồi teo cơ rồi bài liệt, tức là biến chứng nguy hiểm nhất đối với thoát vị địa đệm cột sống cổ, nó làm cho bệnh nhân mất hoàn toàn khả năng vận động. Đó là tất cả những cái biến chứng của thoát vị địa đệm cột sống cổ, nếu như mà mình không điều trị kịp thời nó gây ra những cái biến chứng như vậy. Tại bệnh viện Hoàng Mỹ Y tế Đồng Nai thì mình đã có thường điều trị cho những cái ca mà bị biến chứng nặng như thế chưa ạ? Vẫn có rồi, tức là vẫn có khi biến chứng để mà nặng thì có một vài ca rồi, tức là bệnh nhân thường giờ cái khoa học cái tiến bộ thì bệnh nhân thường là phát hiện sớm nên kỳ hiệu kỳ cái mà bài liệt là vẫn là ít hơn, nhưng mà teo cơ thì vẫn là có, nên các bạn nên phải biết được là mình khi mà có triệu chứng thì nên đi khám sớm để biết được là phòng ngừa hơn. Khi mà mình tai biến bài liệt rồi thì rất khó điều trị, lúc đấy không làm được gì nữa, cứu vãn nữa. Ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Đúng rồi. Thoát vị địa đệm cột sống cổ thì có thể khiến cho một người khỏe mạnh bị tàn phế suốt đời nếu mà không được chữa trị sớm. Vậy thì để xác định được thoát vị địa đệm cột sống cổ thì chúng ta cần thực hiện những cái xét nghiệm gì, thưa bác sĩ? Để mà chẩn đoán cái thoát vị địa đệm cột sống cổ thì đầu tiên người ta phải dựa vào triệu chứng lâm sàng. Lâm sàng thì dựa vào kiểu đau, thì đau từ vùng cổ gáy lan ra hai vai rồi cánh tay hai bên, có thể là tê liệt đến bàn tay, đau có thể là khi vận động sai tư thế, có thể là khi nghỉ ngơi, ngay cả khi nghỉ ngơi các vùng vẫn đau buốt làm cho bệnh nhân rất khó chịu. Thì cơ bản nhất là vẫn là X quang, thì là cái xét nghiệm ban đầu. Thì bệnh nhân đến thì thường là xét nghiệm X quang, nhưng X quang là chỉ cho thấy là cái hình ảnh về cái độ vững chắc cái cột sống thôi. Còn MRI thì là cái xét nghiệm hình ảnh học là cho thấy được cái hình ảnh thoái hóa và thoát vị một cách chính xác nhất. Tức là MRI thì nó có thể thấy được là cái hình ảnh là vị trí thoát vị này, rồi nó có chèn ép thần kinh chưa này, nó tổn thương là chèn ép tủy sống chưa, và nó có thể thấy được các giai đoạn của thoát vị địa đệm, như là giai đoạn là phong địa đệm này, lôi địa đệm và thoát vị địa đệm thực thù và thoát vị có mảnh rơi. Rồi đo điện cơ thì để xác định là dấu hiệu thần kinh bị tổn thương và phân biệt được các bệnh lý thần kinh khác. Thì ở bệnh viện Hoàn Mỹ Y tế thì đã có cái phương tiện đầy đủ để phương tiện để giúp cho bác sĩ chẩn đoán bệnh rất thích hợp, tức là hiện tại bệnh viện là có cái máy MRI 1.5 tesla và cái đo điện cơ để là một trong những cái cơ bản để cho bác sĩ
tìm ra được kiểm căn bệnh và đưa cho phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân, có thể điều trị bảo tồn hay phẫu thuật. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ thì mời bác sĩ chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả. Xin mời. Xin chào bác sĩ, tôi là Trần Thị Cẩm Nhung, năm nay tôi 56 tuổi, thì tôi cũng mới về hưu. Thì hiện nay là tôi bị bệnh là thoát vị địa đệm cột sống cổ. Và tôi về bác sĩ cho tôi hỏi thăm là tôi có nên uống glucosamine hay không? Và bệnh này là tôi có được đi bộ hay không ạ? Tôi có kèm theo là suy giảm tĩnh mạch. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi phương pháp điều trị ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng, dạ, xin chào bác. Tức là bác bị bệnh thoát vị và cột sống cổ, giờ bác muốn là điều trị cái thuốc, uống thuốc bằng glucosamine. Thì glucosamine chúng ta đã biết là glucosamine là cái chất tạo khớp, tức là tăng sản xuất cái chất nhầy của khớp để làm cho dễ khớp bôi trơn, dễ hoạt động, dễ dàng hơn. Nếu như ở tuổi 56 thì bổ sung glucosamine là vẫn tốt, nhưng nó là không phải là để điều trị thoát vị, đó là bộ thuộc bổ sung thôi. Cái thuộc bổ sung tạo chất nhơn dễ để cho cái khớp bôi trơn cho dễ dàng. Nhưng mà mình uống thì đối với glucosamine thì nó có tác dụng giảm đau, nhưng mà nó cũng gây kích ứng dạ dày, nên mình điều trị một đợt như thế là khoảng 3 đến 6 tháng. Còn đối với cô là vừa thoát vị địa đệm cột sống cổ, vừa bị suy van tĩnh mạch, nhưng mà đối với quắt cột sống cổ thì thường xu hướng bác sĩ khuyên là bệnh nhân nên đi bộ. Nhưng đối với cô là có thêm cái suy van tĩnh mạch nữa thì vấn đề đi bộ của cô là không được, nên cô sẽ chuyển sang một cái phương pháp thể dục khác, đó là yoga hoặc là bơi lội. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì các cơ sở khám chữa bệnh lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều được trang bị nhiều máy móc hiện đại để mà nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Là bệnh viện đa khoa có thế mạnh về ngoại khoa, Bệnh viện Hoàng Mỹ Y Tô Đồng Nai là một trong những địa chỉ tin cậy cho nhiều bệnh nhân trên địa bàn và khu vực lân cận trong điều trị các bệnh về cơ xương khớp, cột sống. Bệnh viện Hoàng Mỹ Y Tô Đồng Nai là bệnh viện đa khoa có thế mạnh về chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng. Bên cạnh đội ngũ y bác sĩ giỏi, tay nghề cao, bệnh viện luôn chú trọng đầu tư, mua sắm thêm các trang thiết bị hiện đại, thế hệ mới để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, đặc biệt là điều trị các bệnh về cơ, xương khớp, cột sống bằng vật lý trị liệu. Cũng thấy rằng cái nhu cầu của người bệnh tìm đến bệnh viện ở cái lĩnh vực này rất là lớn. Trong năm vừa rồi thì bệnh viện đã quyết định mở rộng thêm cái khoa vật lý trị liệu y học cổ truyền phục hồi chức năng với cái vốn đầu tư là trên dưới 2 tỷ đồng, cung cấp nhiều cái thiết bị liên quan tới tập phục hồi chức năng như là máy kéo giãn cột sống lưng, cột sống cổ, máy điều trị siêu âm, máy sóng xung kích, sóng ngắn, máy từ trường, vân vân. Thì những cái thiết bị đó sẽ hỗ trợ cho người bệnh rất nhiều và giúp cho các bác sĩ khi mà sau khi phẫu thuật về lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật cột sống thì sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân trong cái việc phục hồi sau phẫu thuật. Người bệnh người ta không có thời gian để chờ đợi, thì họ sẽ được đáp ứng nếu như họ tìm đến cái dịch vụ VIP y học cổ truyền phục hồi chức năng tại đây. Nếu họ có nhu cầu được phục vụ bên ngoài bệnh viện thì bệnh viện cũng có cái dịch vụ để đáp ứng cái vấn đề phục hồi chức năng, tập vật lý trị liệu cho những cái người bệnh có nhu cầu tại nhà hoặc là tại cái nơi mà họ mong muốn. Mình thấy ở đây máy móc thì đầy đủ, các bạn kỹ thuật viên ở đây cũng vậy, cái kỹ thuật rất là tốt, vừa làm vừa tư vấn nữa, giống như các bạn kỹ thuật đang làm cho mình đây nè. Ngày đầu tiên là khi bạn soi bóp là mình tư vấn mình rất là kỹ về bàn như thế nào, ghế như thế nào, cái tay mình phải thả lỏng cái cơ vai để mà giảm thiểu cái vấn đề căng cứng cái cơ lại. Thì như vậy cái bệnh mình mới giảm được, chứ không phải là chỉ có vật lý trị liệu mà sẽ hết được. Mà mình phải thay đổi cái thói quen của mình nữa. Với mục tiêu phát triển thành bệnh viện hàng đầu tại khu vực trong hoạt động điều trị chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng, những tín hiệu tốt đem lại từ hoạt động cải tiến liên tục tại bệnh viện sẽ giúp người dân có thêm một địa chỉ khám chữa bệnh đáng tin cậy.
Vâng ạ, thưa bác sĩ Phương, là hiện nay có những cái phương pháp gì để điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ? Và một câu hỏi mà nhiều bà con quý khán giả quan tâm đó là cái biện pháp nào nó an toàn và thường được ưu tiên sử dụng nhất ạ? Về thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thì có rất nhiều phương pháp điều trị. Thì ngoài việc dùng thuốc, người ta sử dụng các thuốc như thuốc giảm đau này, kháng viêm, giãn cơ, các thuốc bổ thần kinh, rồi thuốc đông dược, thì phẫu thuật mà khi là có cái tổn thương mà cột sống trầm trọng và thần kinh trầm trọng thì người ta mới phẫu thuật. Còn phương pháp mà được ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là phương pháp điều trị vật lý trị liệu kết hợp với phục hồi chức năng, xoa bóp bấm huyệt, điền châm và nhị châm, rồi có thể là đầu châm. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Xin mời ạ. Tên Vũ Đình Thạch ở ấp 11 Xuân Tây. Anh xin hỏi là bây giờ cái vai gáy của anh nó đau, mà nó chỉ hơi đau ít thôi, nhưng mà nó đau xuống cái bả vai nhiều và nó làm tê tay, thì có ảnh hưởng gì đến khớp không ạ? Xin chào anh. Tức là cái vấn đề của anh á, thì nó đau từ vùng cổ gáy lan xuống cái cánh tay và tay, thì nó không phải là ảnh hưởng khớp mà nó là ảnh hưởng đến cái cột sống cổ, nó chèn ép cái thần kinh cánh tay. Thì cái vấn đề này thì theo nghĩ thì anh đến xem để cho bác sĩ kiểm tra xem cái tình trạng anh có yếu tay hay không, rồi cái phản xứng gân cơ ở tay của anh như thế nào, rồi bác sĩ sẽ đưa ra là cái phương pháp, tức là mình sẽ tìm chụp cái gì và chiếu cái gì và để đưa ra cho anh những cái phương pháp điều trị thích hợp đó. Cảm ơn bác sĩ ạ. Mời câu hỏi tiếp theo ạ. Tôi 46 tuổi. Xin hỏi bác sĩ, bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có nên phẫu thuật không? Khi nào thì phẫu thuật? Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Xin chào chị. Tức là cái thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thì cái mục đích cái thoát vị đĩa đệm mổ phẫu thuật cái thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thì là mình mục đích là giải phóng cái nhân nhầy của đĩa đệm đi thoát ra, làm nó chèn ép cái thần kinh. Thì thực ra đây là cũng là cái một cái giải pháp phẫu thuật lấy cái nhân nhầy đó đi rồi thay cái nhân nhầy khác thì làm cải thiện cùng triệu chứng thôi, chứ không phải là nguyên nhân. Tức là mình có thể phẫu thuật cái đấy nhưng cả một đốt thôi, nhưng cái đốt còn lại thì là cũng sẽ có thể là bị tổn thương. Và trên cái ngay cả khi mà mình phẫu thuật cái đốt đó, nếu như mà vì mình không cải thiện được nguyên nhân thì nó cũng gây cái đốt đấy nó cũng thoát vị ra. Thì cái vấn đề là khi nào thì mình thoát vị, mình phẫu thuật. Trong trường hợp khi mà mình điều trị bảo tồn mà thất bại. Cái thứ hai, khi thoát vị đĩa đệm cột sống trung tâm hoặc là cành trung tâm nó chèn ép để tủy sống, tức là nó gây liệt tứ chi và rối loạn cơ tròn, mà cái diễn biến này ngày càng nặng dần thì người ta nghĩ đến phẫu thuật. Cái thứ ba, khi mà liệt mà khe khớp á, cái lỗ liên hợp á, thì mà nó gây chèn ép cái tê liệt tay và yếu tay, thì mà điều trị nội khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng thất bại thì người ta mới đến phẫu thuật. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Xin mời. Tôi tên là Huỳnh Minh Hoàng, 65 tuổi, ở Bình Hòa, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Xin hỏi bác sĩ một vấn đề thế này. Bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, uống thuốc đông y có khỏi không? Và tôi nên uống thuốc gì ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Xin chào bác, cảm ơn câu hỏi của bác. Tại vì khi nãy giờ mình nói nguyên nhân của thoát vị đĩa đệm cột sống đều là do Tây y, giờ thì mình lại nói về Đông y. Thực thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thì cũng là đau vùng cổ gáy, thì nguyên nhân của đó thì là do là người ta về Đông y người ta gọi là phong hàn thấp á, do phong hàn thấp xâm tẩu lý sơ hở, phong hàn thấp thấp xâm nhập vào cái vùng cổ gáy làm cho khí huyết ở vùng cổ gáy kém lưu thông, thì bệnh lâu ngày thì nó ảnh hưởng đến chức năng can thần, tức là nó dẫn đến các cái hoạt động hệ lụy theo. Thì vấn đề cái điều trị thuốc đông y thì thuốc thì là chỉ là hỗ trợ, tất cả là thuốc là hỗ trợ thôi, nó không phải là điều trị khỏi. Nhưng mà ở trên thị trường hiện nay thì rất nhiều cái thuốc, nhưng vẫn là thuốc thấy thuốc là tốt. Hiện tại là vẫn là mình nên có sự kết hợp giữa các thuốc khu phong tán hàn từ thấp
và bộ gan thận và thuộc hoạt hình khí hoạt huyết. Thì hiện tại đối với bệnh viện Hoàn Mỹ Ito vẫn là tư vấn bệnh nhân là nên sử dụng hai cái loại thuốc là xương khớp nhất nhất và hoạt huyết nhất nhất. Vì xương khớp nhất nhất thì nó có tác có thành phần của vừa là khu phong tán hàn, vừa bổ can thần, rồi và nó còn tạo chất nhờn cho cái khớp nữa. Và cái thuốc hoạt huyết nhất nhất thì nó là cũng có cái thành phần của hoạt hình khí hoạt huyết. Thì hai cái thuốc đó kết hợp với nhau thì điều trị cho bệnh nhân hiệu quả hơn, kết hợp với phục hồi chức năng thì nó hiệu quả hơn, chứ không phải là thuốc có thể là điều trị khỏi cho bệnh nhân được. Dạ, mình vẫn dùng thuốc nhưng mà phải kết hợp với phục hồi tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Dạ vâng. Dạ, vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, điều trị bằng phương pháp bảo tồn không phẫu thuật, đây là sự lựa chọn của nhiều người bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ hiện nay. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Hoàn Mỹ Ito Đồng Nai. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ như dùng thuốc, phẫu thuật, nhưng vật lý trị liệu đóng vai trò quan trọng trong điều trị bảo tồn. Vì không chỉ giảm đau, giảm phù nề, tăng lực cơ, tăng vận động cổ, vai gáy mà còn phục hồi các chức năng sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Trước đây, chị Nguyễn Châu Thúy Hằng ở phường An Bình, thành phố Biên Hòa thường xuyên bị đau mỏi vai, cổ và tê cánh tay. Sau khi thăm khám, phát hiện bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, chị Hằng được điều trị bằng vật lý trị liệu. Chỉ một thời gian ngắn, chị thấy các triệu chứng bệnh đã giảm hẳn. Tôi cũng bệnh rất là lâu rồi. Nhưng mà cứ cố gắng, cứ cố, tới lúc điểm mà đau quá rồi bắt đầu mới tới bệnh viện. Thì sau một cái ngày đầu thôi mà làm vật lý trị liệu rồi về là tôi thấy nó giảm hẳn luôn á. Bình thường là khi mình nằm xuống mình ngủ là mình nó đau cái vai cổ mà rất là khó chịu mà không có ngủ được. Thì sau một ngày là về tôi cảm thấy nó nhẹ, thật rất là nhẹ luôn và ngủ ngon trong ngày đầu tiên luôn. Thì tới ngày hôm nay là sau 5 ngày, thì tôi thấy là giảm hẳn luôn về cái đau nhức của mình. Đối với điều trị cho chị Hằng thì bác sĩ đã cho các chỉ định điều trị bằng các dòng điện xung, điều trị bằng siêu âm, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, điều trị bệnh cột sống cổ. Cái hiệu quả điều trị thì còn kết hợp với lại các cái thay đổi sinh hoạt hàng ngày. Đối với chị Hằng thì có đáp ứng điều trị tốt. Điều trị thoát vị đĩa đệm cổ bằng vật lý trị liệu có rất nhiều phương pháp. Máy kéo giãn cột sống là căn bản nhất vì làm cho nhân nhầy đĩa đệm trở về vị trí ban đầu. Ngoài ra, còn có các phương pháp điều trị giảm đau, chống viêm, chống co cứng cơ, làm phục hồi chức năng của người bệnh như laser, siêu âm, từ trường, điện châm, chiếu đèn hồng ngoại, v.v. Liệu trình điều trị thoát vị đĩa đệm, cột sống, nói chung là cột sống cổ thì thường khoảng 3-4 tuần tùy tình trạng bệnh. Những trường hợp nặng quá tôi phải khám của ngoại khoa để phẫu thuật. Còn đa số là điều trị vật lý trị liệu. Các cái trường hợp và nhẹ thuốc vì nhẹ hơn thường 1-2 tuần có thể ổn định. Sau khi đĩa đệm trở về vị trí cũ, người bệnh sẽ không còn cảm giác tê, đau nhức hay khó chịu nữa. Nhưng cần tránh các tư thế xấu như khi chuyển vị thế từ nằm ngửa sang ngồi dậy, phải chuyển qua nằm nghiêng rồi chống tay ngồi dậy và ngược lại, cũng như không xoay nhanh và mạnh cột sống cổ một cách đột ngột. Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được cái hiệu quả của việc điều trị cho các bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Ito Đồng Nai. Thì nhân đây thì bác sĩ Phương có thể chia sẻ cùng quý khán giả xem đài được biết về cái ưu điểm của vật lý trị liệu trong cái việc ứng dụng trang thiết bị để mà giảm đau cũng như là phục hồi chức năng vận động cho người bệnh điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ không ạ? Dạ vâng, cái điều trị cái thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thì nó rất có phương pháp điều trị bảo tồn thì nó rất nhiều phương pháp. Trong đó là vật lý trị liệu này, rồi phục hồi chức năng này, rồi điện châm xoa bóp bấm huyệt. Thì vấn đề là cái vật lý trị liệu thì hiện tại là nó có điện trị liệu, rồi có nhiệt trị liệu, rồi có kéo giãn cột sống. Thì cái về điện trị liệu thì người ta sử dụng dòng điện xung. Thì điện xung thì nó có tác dụng là giảm đau này, rồi tăng kích thích thần kinh cơ, rồi tăng cường chuyển hóa. Người ta sử dụng cái dòng Faradic hoặc Galvanic thì nó kích thích cái sự dẫn truyền thần kinh và cái dẫn truyền thần kinh và tăng quá trình khử cực, đưa cái thuốc giảm đau vào cái tổn thương. Còn nhiệt trị liệu thì người ta sử dụng là có nhiệt nông
nội nhiệt trung bình và nhiệt sâu. Thì nhiệt nông thì người ta sử dụng là hồng ngoại này, paraffin này, vân vân. Những cái đó thì là nó làm tác dụng là giảm đau, cũng là giảm cơ và tăng lưu lượng tuần hoàn tại chỗ. Còn nhiệt trung bình thì người ta sử dụng siêu âm trị liệu. Siêu âm trị liệu thì nó làm mềm cái tổ chức, cái sơ hóa ở bên trong. Nó cũng có tác dụng là giảm viêm, giảm đau, rồi tăng tái tạo tổ chức, rồi tăng chuyển hóa. Về nhiệt sâu thì người ta sử dụng sóng ngắn. Sóng ngắn thì cũng có thể là nói về điện trị liệu cũng được, nói về nhiệt sâu cũng được, vì người ta sử dụng dòng điện nó kích thích để tạo ra cái nhiệt sâu bên trong, thì nó có tác dụng chống viêm này, rồi chống phù nề, rồi tăng cường chuyển hóa. Rồi cái laser cường độ cao. Về laser cường độ cao thì nó cũng có tác dụng là chung cái ánh sáng rắn sắc khi chiếu vào cơ thể thì nó kích thích, có tác dụng kích thích sinh học và giúp cho cơ thể giải phóng ra một cái số chất để có lợi cho các bệnh lý về cơ xương khớp thần kinh cột sống. Laser cường độ cao thì nó có tác dụng là làm giảm viêm này, kích thích thần kinh, kích thích sinh học, rồi chống phù nề, rồi giãn mạch, rồi giảm đau. Sóng ở đây là có cái sóng xung kích. Cái sóng xung kích thì là một cái sóng cơ học, nhưng mà nó có rất nhiều tác dụng, nó mình ứng dụng rất rộng rãi, vì thứ nhất nó tác dụng là nó cải thiện, tức là kích thích vào quá trình sửa chữa và tái tạo mô, rồi nó cũng có giảm đau vì nó do nó ức chế cái nó giãn cơ, là ức chế sự co thắt và tăng cái sự lan tỏa của cái chất dẫn truyền đau, và nó có tác dụng là phục hồi vận động, nó làm cái tan cái vôi hóa của cái mô lên cái nguyên bào sợi á. Nên đối với sóng xung kích á, thì người ta sử dụng ứng dụng rất rộng rãi trong các lĩnh vực y học thể thao này, rồi lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, rồi và trong vật lý trị liệu. Thì trong chấn thương chỉnh hình thì đối với sóng xung kích á, thì người ta sử dụng là điều trị các bệnh giống như là điều trị vôi hóa và điều trị về tức là các cái bệnh về chầm liên xương. Rồi trong vật lý trị liệu thì người ta sử dụng cái sóng xung kích để điều kết hợp với cái điều trị những cái đau mãn tính như đau cái cơ vùng cổ này, đau vô cơ vùng lưng nó có thắt á, mình sử dụng cái sóng xung kích để làm giãn cơ nhanh. Rồi trong y học thể thao thì người ta sử dụng vì nó có tác dụng giảm đau nhanh và nó kích thích cái sự lành xương và kích thích tái tạo tổ chức vết thương. Đó. Đối với bệnh viện Hoàn Mỹ Ito thì nó có sự kết hợp rất ngoạn mục giữa hai cái. Thứ nhất là sóng xung kích và laser cường độ cao. Thì nó điều trị rất tốt cho các bệnh về vôi hóa, đặc biệt là gai gót chân, rồi vôi hóa cái khớp vai. Rồi nó phù hợp, nó điều trị hỗ trợ điều trị các bệnh về viêm lồi cầu này, các viêm viêm cái móng trâm này, rồi phối hợp với trong cái bệnh về của lý quê cột sống thì rất hiệu quả. Rồi về kéo giãn cột sống. Kéo giãn cột sống thì đấy là một cái điều trị về bệnh sinh, vì nó tạo ra áp lực âm trong lòng địa đệm thì nhằm giãn nén cái nhân nhầy chuyển dịch về lại thượng tâm, vị trí trở về vị trí đầu. Ngoài ra là nó có tác dụng là giãn cái rồng khe khớp, rồi làm cái lỗ hẹp, giảm cái chèn ép, là giãn cơ, nó giảm cái co cứng, rồi giảm đau, điều chỉnh cái hướng thoát vị, rồi nó còn tăng cường cái chuyển hóa cái chất dinh dưỡng để vào cái tổ chức địa đệm, là tăng tái tạo tổ chức. Đó, đây là một cái cơ bản của đối với điều trị vật lý trị liệu đó, cho bệnh nhân phục hồi lại cái sau khi mà mình bị thoát vị đó. Ở trên cơ sở hiện tại các cơ sở y tế người ta sử dụng là cái máy kéo, thì máy kéo giãn thì nó có thể điều chỉnh lực kéo dễ dàng, rồi có cái chế độ ngắt quãng cho bệnh nhân dễ đau, rồi ngoài ra còn có chế độ là lệch, tức là nghiêng hướng tâm, rồi để cho phù hợp với cái tình trạng thoát vị, rồi nó có thể lập cái chế độ kéo riêng cho từng bệnh nhân. Cái phương pháp phục hồi chức năng nữa là phương pháp tập vận động và phục hồi sinh cơ học cho vùng cột sống cổ ngực. Thì chương trình này bao gồm những động tác mềm dẻo cột sống, hướng dẫn bệnh nhân giáo dục tư thế, rồi tập mềm cơ. Thì gồm có các động tác giống như tập mềm cơ cổ này, hướng dẫn bệnh nhân tập vận động đẳng trương các cơ gấp, duỗi,
xoay nghiêng ở các tư thế nằm, ngồi, đứng, rồi về xoa bóp bấm huyệt ở vùng cổ váy thì nó có tác dụng làm giãn cơ, này, giảm đau, rồi tăng lưu lượng tuần hoàn ở tại chỗ đó. Rồi về biện châm, cái phương pháp biện châm hiện tại là bệnh viện Hoàn Mỹ Y Tô cũng kết hợp rất rất nhiều để trong quá trình điều trị phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và điện châm. Thì điện châm thì là nó dùng cái dòng điện xung tác động vào huyệt để chữa bệnh. Đây là phương pháp điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền là châm cứu và y học hiện đại là dòng điện. Cái việc tác động vào huyệt thì làm cho bệnh nhân là điều hòa lại cái hoạt động của cái thần kinh, rồi lập lại cân bằng năng lượng của cơ thể, giúp cho bệnh nhân giảm đau nhanh và giãn cơ nhanh. Cái ưu điểm của điện châm là rung kim kết hợp với dòng điện xung nhỏ thì làm cho bệnh nhân không đau giống như vê kim, và hơn là làm bệnh nhân dễ chịu hơn. Ngoài ra cái điện châm nó cũng có tác dụng là kích thích vào cái vỏ não á, tức cái và kích thích vào cái vùng thân lưỡi của thể não của vỏ não á, thì nó là kích thích tiết ra cái tăng cái sản xuất cái endorphin và encaloping, thì làm cho bệnh nhân giảm đau nhanh và dễ chịu hơn. Ngoài ra ở bệnh viện Hoàn Mỹ Y Tô thì cũng có kết hợp với là nhị châm. Nhị châm là phương pháp là châm dùng, người ta dùng kim để châm vào huyệt ở vùng lỗ tai, thì để cho bệnh nhân là thứ nhất là an tâm và giảm đau và giãn cơ. Cũng có một phương pháp nữa là đầu châm. Đầu châm là cái đây là phương pháp mới. Phương pháp mới này thì nó cứ tác động vào, nó là y học cổ truyền cùng kết hợp với y học hiện đại, vì nó tác động vào cái vùng của vỏ não, tất cả là vùng vỏ não, nhưng người ta sử dụng kim châm, nhưng cái đầu châm chỉ sử dụng khi trong trường hợp tổn thương tủy, đó, tổn thương chèn ép tủy thì mình mới làm. Rồi đó. Còn đắp sáp thì như thế nào? Đắp sáp thì là giống cùng giống như paraffin đó, đắp sáp và là paraffin đó, là cũng có tác dụng giảm đau giãn cơ. Rất là nhiều những cái phương pháp điều trị và những cái trang thiết bị mà hỗ trợ cho cái việc điều trị này là tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Y Tô Đồng Nai mình có đủ hết đúng không? Vâng, đúng rồi. Tức là tất cả những cái phương pháp trên thì Bệnh viện Hoàn Mỹ Y Tô đều là có những cái đó. Tức là tùy theo bệnh nhân, tùy theo tình trạng bệnh nhân và tùy theo bệnh nhân tổn thương như thế nào thì bác sĩ sẽ đưa ra những cái phương pháp phù hợp cho bệnh nhân, chứ không phải là bệnh nhân nào bác sĩ cũng là sẽ làm tất cả những cái phương pháp liệt kê ở trên. Giống như là Bệnh viện Hoàn Mỹ Y Tô Đồng Nai của chúng ta đang vận dụng rất là tốt sự kết hợp giữa Đông và Tây Y trong cái việc điều trị. Thì với những cái hệ thống máy móc phục vụ cho cái điều trị vật lý trị liệu như bác sĩ Phương vừa chia sẻ thì không phải là chỉ riêng cái thoát vị đĩa đệm cột sống cổ không, mà cột sống thắt lưng hay là những cái bệnh lý khác như là thần kinh tọa thì cũng được Bệnh viện Y Tô Đồng Nai chữa trị rất là hiệu quả đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Tức là hiện tại là Bệnh viện Hoàn Mỹ Y Tô Đồng Nai thì không phải chữa một mình hoạt động thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, mà tất cả các bệnh vị về cơ xương khớp, về bệnh thần kinh, tai biến mạch não, liệt mạch mặt ngoài biên, tất cả những bệnh về hiện tại là giống như bệnh suy nhược thần kinh, về mất ngủ, rối loạn chức năng, đều rối loạn tuần hoàn não, thì Bệnh viện Hoàn Mỹ Y Tô vẫn là điều trị rất hiệu quả, đặc biệt đối với bệnh liệt mạch ngoài biên và tai biến mạch não thì hiện tại là rất nhiều bệnh nhân và phục hồi rất hiệu quả. Riêng cái liệt bại ngoài biên thì đối với Bệnh viện Hoàn Mỹ Y Tô chỉ cần điều trị 3 tuần thì bệnh nhân khỏi hẳn hoàn toàn. Nhiều khán giả nếu như mà đang theo dõi chương trình của chúng ta thì sẽ rất là quan tâm. Hoàng Huấn nghĩ cái câu này là quan tâm nhất luôn á. Đó là cái điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bao lâu thì khỏi, và cái chi phí điều trị nó có tốn kém lắm hay không? Vâng, để nói cái thoát vị đĩa đệm để điều trị khỏi á, thì không khác, bác sĩ không dám khẳng định là khỏi. Nhưng để mà cải thiện hết đau hoàn toàn thì bác sĩ khẳng định là có. Thì một lượt điều trị như thế, đối với điều trị thoát vị đĩa đệm thì bệnh nhân phải kiên trì, phải tích cực điều trị. Tại vì nó rất tốn rất nhiều thời gian, vì nó mất khoảng 4 đến 6 tuần. Bệnh nhân phải kiên trì mới được. Còn cái về số tiền thì nó không nhiều so với các chi phí khác. Tại vì một tuần như thế thì khoảng 400.000 cho đến 1 triệu thôi. Một ngày thì đối với bệnh nhân khoảng là 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Đối với Bệnh viện Hoàn Mỹ Y Tô thì là kỳ mở tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai cho đến thứ bảy, thì từ 6 giờ sáng và kết thúc 16 giờ.
Và ngày riêng ngày chủ nhật vẫn làm việc, thì làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ. Thì nếu như bệnh nhân có triệu chứng sớm đau vùng cổ gáy thì mình hãy đến khám và điều trị sớm, thì cái chi phí của điều trị, tức là điều trị của thời gian có thể là mình nói 4 đến 6 tuần, nhưng mà đối với bệnh nhân đau vùng cổ gáy mình phát hiện sớm, nhiều khi mình đến sớm thì mình điều trị khoảng 2 tuần và thời gian điều trị có thể từ bác sĩ nói từ 1 đến 2 ngày mà 2 tiếng thì có thể mình làm 1 tiếng đồng hồ thì bệnh đã đỡ. Thì vấn đề mình càng sớm thì bệnh sẽ phát hiện sớm thì sẽ điều trị giảm chi phí, giảm thời gian. Đó. Dạ, nhưng mà khi mà mình đã đến điều trị các cái bệnh về cơ xương khớp tại Y tế Đồng Nai á, thì cái liệu trình điều trị Hoàng Hữu nghĩ là mình phải tuân thủ theo cái thời gian của bác sĩ chỉ định, chứ không có được 1-2 ngày rồi mình nghỉ rồi sau đó mình quay trở lại thì nó sẽ không hiệu quả, đúng không ạ? Dạ đúng rồi, đối với bệnh thoát vị địa đệm cột sống cổ hay bệnh cơ xương khớp thì mình phải có thời gian, vật lý trị liệu cũng thế, mình cũng có thời gian thì mình phải điều trị nó có thời gian ít nhất từ 4 đến 6 tuần thời mới hiệu quả được, thì nó có tác dụng giảm viêm, giảm đau và phục hồi thì nó mới làm được. Mình nói đến những cái điều trị bảo tồn bằng vật lý trị liệu thì tất nhiên là như bác sĩ chia sẻ là nó đòi hỏi phải có thời gian, phải lâu dài, thì bệnh viện có kế hoạch điều trị cũng như là tạo cái điều kiện ra sao để cho người bệnh đến với Hoàng Mỹ Y tế Đồng Nai yên tâm điều trị hay không? Dạ vâng, để phục vụ cho người dân đến khám và điều trị tại bệnh viện thì Bệnh viện Hoàn Mỹ Y tế Đồng Nai đã triển khai 3 phòng khám với các bác sĩ là trình độ sau đại học, và đã triển khai 2 phòng điều trị vật lý trị liệu cho 2 khu chứ. Khu điều trị vật lý trị liệu thường dành cho bệnh nhân bảo hiểm y tế. Với cái khu này thì bệnh nhân cũng được trang bị rất đầy đủ máy móc và kỹ thuật viên có tay nghề cao và ân cần chu đáo. Bên cạnh đó thì bệnh viện có triển khai cái khu vật điều trị vật lý cho bệnh nhân VIP. Thì với cái khu này, ngoài cái việc bệnh nhân được hưởng những cái giống như là phòng ốc rộng rãi, thoáng mát, kín đáo, trang thiết bị thì các máy móc hiện đại như máy siêu âm kết hợp này, sóng xung kích này, sóng ngắn, laser cường độ cao và quang châm, rồi từ trường, rồi máy kéo giãn, thì ở đây thì bệnh nhân còn có cái sự là không phải chờ đợi này, thời gian điều trị rất nhanh, và cái thứ hai bệnh nhân có thể đặt lịch được, tức là đặt lịch được khi điều trị, không phải mất thời gian là mình đến đó không biết chờ đợi, nó tạo thuận lợi cho bệnh nhân trong cái công việc làm của mình. Ví dụ như là Hoàng Huấn đi thì nó đau mỏi cổ vai gáy luôn, và cũng có dấu hiệu ở bàn tay nữa, nó cũng tê nữa, như vậy không biết cái dấu hiệu đó nó nặng chưa? Thực ra nói chung là về cái cột sống cổ, nếu như mà bàn của bạn á thì nó có tê tay thì bạn nói chung là khi đã dấu hiệu tê tay tức là mình nghĩ là có dấu hiệu chèn ép của thần kinh rồi đấy. Thì để mà nói là nặng chưa hay không nặng chưa thì mình phải dựa trên MRI. Đó, mà mình phải chụp MRI thì mình mới biết được là cái thần kinh nó tổn thương, nó chèn ép đến mức độ nào, thì lúc đấy bác sĩ sẽ biết được là mình phải làm. Nhưng với cái triệu chứng như vậy thì bạn nên đến khám sớm đi. Thôi tư vấn cho khán giả xong rồi, bây giờ bác sĩ tư vấn cho Hoàng Huấn nhiệt tình lên, tại vì những cái dấu hiệu đó là bản thân Hoàng Huấn là có hết. Ví dụ như là ngoài cái thoát vị địa đệm cột sống cổ ra thì Hoàng Huấn cũng có vấn đề ở lưng nữa, thì khi mà mình đến Y tế Đồng Nai để điều trị thì mình sẽ điều trị một lúc song song cả cổ và lưng luôn hay sao ạ? Đối với bệnh nhân đến khám thì mình điều trị toàn tổng thể, không phải là điều trị một vị trí, tức là mình cả điều trị cả cổ, cả lưng, còn một số bệnh nhân họ cả gối, cả lưng, cả gối, tức là tổng thể, tức là rất nhiều phương pháp để mình điều trị, tức là mình lựa chọn, bác sĩ sẽ lựa chọn những cái phương pháp cho bệnh nhân tổng thể, cả lưng, cả gối, cả tay, không phải là mình sẽ điều trị cổ trước sau rồi lưng sau, hoặc là nó mình sẽ điều trị cân bằng giữa tất cả các bệnh của cơ thể. Nói chung là mình làm sao để tốt nhất cho bệnh nhân. Đối với bệnh thoát vị địa đệm cột sống cổ thì sau khi mà mình điều trị phương pháp bảo tồn bằng vật lý trị liệu thì để bệnh không tái phát thì người bệnh có cần phải chú ý những vấn đề gì hay không, thưa bác sĩ? Để mà sau khi điều trị bảo tồn để mà hạn chế tái phát thì người bệnh thì phải có cái sự thứ nhất là mình không nên làm thay đổi cái tư thế nằm, không nên nằm một bên, lệch một bên, hoặc là không nằm gối cao, hạn chế cái mang vác nặng,
làm sai, hạn chế cái sai tư thế, rồi hạn chế cái sử dụng, chắc cái sử dụng điện thoại về máy vi tính về iPad nhiều. Yeah. Đó là cái đó. Ngoài ra để mà tập luyện cái cơ thể dẻo dai hơn thì mình nên làm đi bộ này, rồi tập yoga này, rồi cái phương pháp tập luyện tốt nhất cho đối với cơ lý cơ xương khớp đó là bơi lội. Yeah. Đó là phương pháp tốt nhất. Ngoài ra là mình về cái chế độ ăn của mình á, thì mình nên ăn uống nhiều chất dinh dưỡng, vậy ăn uống nhiều cái chất canxi như tôm cua cá đó, thì nó mà hơn nữa đối với cơ thể mình phải có cái lượng nước đầy đủ thì nó mới tốt được, nên mình phải uống nhiều nước. Yeah. À, vâng. Right. Và cũng không quên tập những cái bài tập vận động mà do các kỹ thuật viên của Y tế Đồng Nai hướng dẫn nữa, đúng không ạ? Vâng. Những cái đó thì rất là đơn giản, chỉ cần mình về mình thực hiện theo hướng dẫn là được hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Phương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, do thời lượng của chương trình thì có hạn, cho nên là bác sĩ Trương Thị Phương cũng không thể nào mà tư vấn hết cho quý khán giả được. Cho nên là nếu như quý vị có những thông tin gì thắc mắc thì hãy cứ liên hệ với Bệnh viện Hoàng Mỹ Y tế Đồng Nai để được tư vấn và thăm khám kịp thời. Mong là quý khán giả sẽ thông cảm và có thể liên hệ với đường dây nóng của bệnh viện là 02513 918 569 để được tư vấn trực tiếp, hay là quý vị cũng có thể truy cập vào website www.hoangmiyitodongnai.com hoặc là đến Bệnh viện Hoàng Mỹ Y tế Đồng Nai, địa chỉ F99 đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để được tư vấn trực tiếp và điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp cột sống. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe cho mọi người kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai cũng đã hết rồi. Một lần nữa Hoàng Huấn cảm ơn bác sĩ Trương Thị Phương đã đến với chương trình. Xin chào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng như là quý khán giả đã gọi điện thoại về đặt câu hỏi cho chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau.